Omachi rất ngon mà không sợ nóng. Xứng đôi lẩu Tết, phải là Omachi Tết. Tương ớt Chinsu và món ngon vùng vị. Chỉ cần đọc bát là anh yêu dấu, anh sẽ xuất hiện như bất cứ nơi đâu. Tổng đài giải quyết tất cả những yêu cầu, rộng rãi hòa nhã là rất có chiều sâu. Tự do tự tại với nhau không cự lại, dễ dàng ôn tồn bản lĩnh không hề ghen. Bản sắc thánh thiện luôn giữ tâm sánh niệm, đầu hướng về Phật chân thành hướng về em baby. Sáng trưa đêm ngày thời gian anh phải thu xếp để trời. Omachi rất ngon mà không sợ nóng. Xứng đôi lẩu Tết, phải là Omachi Tết. Tương ớt Chinsu và món ngon vùng vị.